tịnh trong truyền thống Sun Lun. Phần này do chính Ngài Sun Lun trình bày. Trước hết, giới tịnh là sự ngăn trừ phiền não qua sự thu thúc lục căng tất cả tam nghiệp. Tâm tịnh ở đây là khả năng tập trung tư tưởng và kiến tịnh ở đây là trí tuệ nhận thức danh sắc. Nhận thức ấy trước hết là ngay ở bản thân hành giả hành giả thấy rằng những cơ hội mà xưa giờ mình vẫn nói là tôi khổ tôi sướng đều chỉ là sự có mặt của các thọ những cơ hội mà ta nghĩ rằng mình trong sạch hay đức độ trí tuệ chỉ là sự có mặt của các tâm và các pháp tức pháp quán niệm xứ và trong cái gọi là thân này chỉ thuần túy là sự góp mặt của tứ đại không có cái gì để gọi là nội tạng hay tứ chi da xương gân thịt tới mức này thì hành giả đã trọn tình nơi tam bảo không còn gì nghi ngờ về đức phật và lời phật nữa trọn tin có nghĩa là tin chắc vào giáo lý duyên khởi và giáo lý tam học để từ đó không còn một nghi hoặc nào về giáo pháp nữa ngài Sa lợi phất gọi giai đoạn này là đoạn nghi tịnh khi hành giả sống hoàn toàn với niệm và tuệ đối với danh sách thì cả thân tâm vị này sẽ trải qua những biến chuyển lớn. Thân như không còn trọng lượng hoặc trở nên trong suốt hay có hào quang. Ở tâm thì năm quyền phát triển vượt bậc, không như chính mình trước đó nữa. Tất cả những thành tựu này chỉ là những kinh nghiệm tạm thời mà hành giả chỉ việc ghi nhận mà không dừng lại để thỏa mãn một chút thích thú trong đó cũng bị xem là tham ái, mà thuật ngữ gọi tham ái trong trường hợp đặc biệt này là Nikanti, tức Pháp Ái, hay Vipassanya Tanha. Nếu thành giả không bỏ cuộc, đây chính là giai đoạn nếm trải được một thứ kinh nghiệm nằm ngoài tham ưu. Không bị khổ hay sợ từ sự sanh diệt của danh sách, mà cũng không thấy vui thích trong những thành tựu tu tập Thế cái gì cũng là chuyện tất nhiên phải thấy. Ngài Xá Lệ Phất gọi giai đoạn này là hành xá tuệ. Với người đủ duyên ba la mật, thì từ hành xá tuệ qua tâm sơ đạo có khi chỉ là một tích tắc. Trong tâm tạng có rất nhiều cách kể phiền não, nhưng với hành giả tuệ quán thì phiền não nổi bật nhất, dễ nhớ và dễ nhận diện nhất chỉ là ba thứ. Đó là ái trong danh sách và trong thành tựu tu chứng mạng trong danh sách và trong thành tựu tu chứng và kiến gồm thường và đoạn kiến thường kiến ở đây là niềm tin hoặc sự hy vọng và một cái tôi tồn tại từ lúc này sang lúc khác còn đoạn kiến ở đây là sự không thấy được khả năng tiếp nối của danh sách trong quá trình sinh diệt cho rằng mất là hết diệt là xong ba phiền não này gồm chung là tập đế vậy a đàm gọi chúng là nhóm tham phần có lần ngài sun nói với các hành giả đến học thiền với ngài rằng ngài xem họ như những người đang chết đói đi kiếm miếng ăn hay như một bầy chim non ham chơi và phải cần đến sự chăm sóc của mẹ khi ta đói là ta đang có nhu cầu thực phẩm việc duy nhất mà người khác có thể giúp ta là trao ra những món ăn việc ta có chịu ăn hay không không phải là trách nhiệm của người cho ta muốn tu thiền nhưng cứ sợ khó hoặc cho lười biếng mà không tin tấn thì tất cả thánh hiền cũng không giúp được gì về lý thuyết thì con đường tuệ quán có nhiều cách nói nghe rất đơn giản dễ nhớ dễ hiểu và dễ làm nhưng làm được thì dĩ nhiên rất khó các hành giả cũng giống như một bầy chim non ham chơi rất cần đến sự dòm ngó của cha mẹ thông thường mấy con chim non chỉ vui đùa quanh chiếc tổ vì khi ra khỏi chỗ đó thì coi như đã ngoài tầm kiểm soát của chim mẹ và khi chúng gặp nạn thì việc giúp đỡ của chim mẹ cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều chim mẹ ở đây giống như là tâm sở trí tuệ chỗ vui chơi an toàn cho bầy chim non được ví dụ cho hơi thở ra vào hoặc nói rộng hơn là cảnh nội thân của hành giả bao gồm thể trượt cách đại oai nghi tiểu oai nghi và hơi thở kẻ thù sẵn sàng hãm hại bầy chim non được ví dụ cho năm trần cảnh và mỗi con chim non được tượng trưng cho cái tâm có xúc thì chắc chắn phải có thọ nhưng sau thọ thì tốt nhất đừng bao giờ là ái bậc thánh là người đã ra khỏi vòng tròn duyên khởi nhưng điều đó không có nghĩa là phàm phu chúng ta cứ nhắm mắt cúi đầu quẩn quanh trong cái vòng tròn đó theo chiều xuôi của hệ thống duyên khởi mà không biết làm cái gì khác đi để một ngày nào đó có thể bước ra ngoài vòng quay khốc liệt này do vô minh đời trước ta có hành rồi thức rồi danh sách đầu đời lục nhập xúc và thọ nhưng thay vì sau thọ là phiền não tức sân si ái mạng kiến thì ta hoàn toàn có thể để năm quyền gồm tính, tấn, niệm, định và tuệ, thấy chỗ cho các phiền não kia. Thế cảnh tốt rồi có tâm ưa thích, đó là thọ duyên ái, thủ hữu. Thế cảnh tốt bằng niệm và tuệ thì sau thọ lúc này không phải là tập đế mà là đạo đế. Đạo đế lúc đầu là của phàm phu, nhưng một lúc nào đó sẽ là đạo đế của thánh nhân. Trong đời sống nhân loại xưa nay có năm mối đe dọa mà ai cũng sợ đó là nước như lũ lụt hoặc hạn hán lửa từ thiên nhiên hay do con người gây ra nhà cầm quyền quân địch hay đạo tặc nói chung và kẻ thù thứ năm là kẻ nội thuộc bất trung bất hiếu năm kẻ thù này trong phật pháp được định nghĩa như sau thủy tai tượng trưng cho cái tâm khó dạy của mọi người luôn luôn chảy như dòng nước không sao kềm hãm được. Muốn nhìn rõ nó để mà tu cũng rất khó. Hóa tai ở đây ám chỉ cho phiền não nói chung. Những thứ ta thích hay ghét đều luôn đốt cháy ta suốt ngày đêm, suốt đời và trong vô lượng kiếp. Kẻ thù thứ ba là nhà cầm quyền ám chỉ cho bốn nhân sanh danh sắc, gồm tiền nghiệp, tâm thức, điều kiện thiên nhiên và các dưỡng tố một chúng sanh sống trong cõi khổ hay về trời làm phạm thiên vô sắc cũng đều do bốn nguồn lực này thúc đẩy. Hôm nay ta không làm được gì với tiền nghiệp trong quá khứ, nhưng hoàn toàn có thể làm chủ được tiền nghiệp của tương lai. Vì tiền nghiệp của tương lai chính là nghiệp thiện ác đời này. Nghiệp giới tâm vốn không thể tách rời nhau, nên muốn có thiện nghiệp thì trước phải có thiện tâm chính nghiệp và tâm là hai nguồn động lực trực tiếp hoặc gián tiếp tác động lên hai nhân sao của danh sách là điều kiện thiên nhiên và các chất dưỡng tố điều kiện thiên nhiên thích hợp nhưng dưỡng tố không thích hợp thì ta cũng không thể sống được mà muốn có điều kiện thiên nhiên thích hợp thì không thể thiếu hai điều kiện tiền nghiệp và tâm thức như vậy đời sống của chúng sanh phải luôn lệ thuộc các điều kiện và nghe đến các điều kiện cũng phải lệ thuộc lẫn nhau nói vậy có nghĩa là muốn sống ở đời được hạnh phúc như ý hay muốn giải thoát sanh tử thì một người hành đạo phải thường xuyên lưu ý đến bốn kẻ cầm quyền này kẻ gian ở đây chỉ cho năm căn vật chất đối với một phàm phu thì chính năm căn đã cướp hết toàn bộ thời gian công sức và sinh lực một đời của họ do muốn thấy cái này nghe cái kia, ăn cái nọ, vân dân. Mà chuyện ác nào người ta cũng làm. Chúng ta một đời bị năm căn rút rỉa và hút cạn sức sống. Sức sống ở đây là niệm và tuệ. Người có niệm và tuệ mới đáng được gọi là một người biết sống. Cái nội thuộc bất trung bất hiếu ở đây ám chỉ cho sanh, già, đau, chết. Tức bốn sinh tượng một đời người. Bên trong hình hài một đứa bé sơ sinh đã ngầm chứa đủ tất cả những mầm bệnh, già và chết. Bản thân nó không muốn, người thân của nó cũng không muốn vậy. Nhưng hệ có mặt ở đời thì phải chịu đủ bốn sinh tượng này. Đây là lý do vì sao Phật dạy thương phải xa hay ghét phải gần đều là khổ vì không ai trên đời này có thể tránh được tất cả những điều mình không muốn và có được tất cả những điều mình thường thích. Chính do vô minh trong tứ đế, ta mới có ái và thủ, tức thích thú và chấp chặt. Khi có thủ, ta mới tạo các nghiệp. Khi nghiệp được kể ngay sau vô minh, thì nó được gọi là hành. Nhưng ngay sau thủ, thì chúng được gọi là nghiệp hữu. Nghiệp hữu ở đây là các nghiệp thiện ác tạo ra sanh hữu, tức các tâm tái tục. Tâm tái tục được kể sau hành, thì được gọi là thức được kể nghe sau tứ thủ thì được gọi là sanh hữu. Có nghiệp hữu thì chắc chắn có sự sanh ra và một chúng sanh được sanh ra trong cảnh giới nào đi nữa cũng là đã bắt đầu để chịu khổ. Cả ba loại khổ hoặc chỉ hai hay một trong đó. Trong tương Tư ưng bộ, chính Đức Phật cũng đã xác định rằng tứ đế chỉ được phát hiện qua con đường nhận thức khổ đế nên quán chiếu các khổ sanh tử chính là nội dung của phật pháp hành giả trong lúc tu tập không thể nuôi ý lánh nặng tìm nhẹ bỏ khó theo dễ vì qua đó hành giả sẽ không thấy được đầy đủ cái khổ trùng trùng của danh sách vô mình ta còn nặng nên ta mới chạy theo cái mình thích và chối bỏ cái mình ghét mà không hề biết rằng chối bỏ cái mình ghét là sân chạy theo cái mình thương thích là tham hành giả chỉ lặng lẽ quan sát các khổ để thấy chúng là khổ để không tiếp tục muốn cái này thích cái kia chứ không phải thấy chúng là khổ rồi chạy trốn có hai cách chạy trốn chỉ biết trốn ngay bây giờ thì sau này sẽ còn gặp lại nếu ngay bây giờ có đủ niệm và tuệ để nhìn thẳng chúng để không tiếp tục đam mê trong chúng thì khi đã chứng thánh sẽ chỉnh diễn lìa xa chúng đây mới là cách chạy trốn mà đức phật dạy một người không học đạo và hành đạo sẽ không bao giờ biết được rằng bất cứ một cái thích nào trong cảnh lớn hay nhỏ cũng đều là điều kiện tái sanh cho kiếp sau. Phước nhiều thì sanh lên, phước ít thì sanh xuống. Ở cõi nào cũng có vấn đề ở cõi đó. Ở cõi vui quá lâu ngày thì tham ái đầy ắp Ở cõi khổ lâu ngày thì sân tâm đầy ắp Và cuối cùng thì người ở cõi nào cũng đều phải chết đi như nhau. Nếu quý vị để hiểu mọi hiện hữu là đáng sợ, thì chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó chính là pháp môn tuệ quán. Như đã nói, đã sinh ra đời này thì ai cũng phải chịu khổ. Với người không tu tập tuệ quán, thì tất cả các khổ chỉ là để chịu đựng, chịu đựng bằng cách đầu tư thêm khổ khác. Với người tu tập tuệ quán thì các khổ không phải là cái để chịu đựng, mà là cái để quan sát, quan sát để thoát khổ. Xưa này không từng có việc một người chưa thấy được khổ đế mà có thể trừ được tập đế. Cũng không có việc ai đó chứng được diệt đế khi chưa trừ tập đế và chưa tu tập đạo đế. Việc hành giả quan sát các khổ, tất cả ba khổ, chính là cơ hội để nhìn rõ khổ đế. Đây cũng là lý do hành giả không nên chọn dễ bỏ khó trong việc hành trì. Có nhiều lý do khiến một hành giả tuệ quán phải kinh nghiệm nhiều đau khổ. Khi đột nhiên trở thành một người khác, tức có niệm tuệ, thêm gì là không, thì thân tâm hành giả chắc chắn phải có những biến động lớn. Lý do thứ hai là dầu danh sách trước sau chỉ có chừng ấy vấn đề, nhưng trước đây ta sống như một người say hay một người mất trí thì không thấy gì hết nay tỉnh táo ra thì trước mắt là bao nhiêu vấn đề phải để mắt tới. Ta muốn nhìn thấy khổ mà cứ chạy trốn nó thì làm sao có thể giải quyết được nó. Chưa bao giờ có việc một người có thể chữa được chứng bệnh mà mình chưa phát hiện ra. Bác sĩ nào cũng phải có khám bệnh trước khi chữa bệnh. Cái khổ không thể được giải quyết một cách tình cờ. Khi ta quan sát khổ, thì điều tự nhiên là năm quyền tự động có mặt. Duyên mỏng thì chúng chỉ có mặt ở mức độ tương đối. Cái ta thấy được cũng hạn chế. Nếu duyên đầy, ta sẽ thấy được vấn đề rốt ráo hơn và cũng sẽ giải quyết được cái khổ triệt để hơn. Giải quyết ở đây là thấy rõ khổ là cái gì, cái gì là khổ và nguồn cội của nó từ đâu. Thấy được cái này, hành giả được gọi là có được trí tuệ như thật. Trí tuệ như thật là gì? Xưa nay, ta chỉ nhận biết các trần cảnh bằng Sanya, thay gì Panya, tức bằng các khái niệm vọng tưởng hơn là sự quan sát qua trí tuệ nhận thức. Thế bằng trí tuệ, ta sẽ không thấy ra chỗ nào để thương hay ghét, vì thấy bằng trí tuệ là cái nhìn trực tiếp vào bản chất của các trần, chỉ gồm những gì do duyên mà có, và có rồi phải mất. Ngược lại, khi ta nhận biết các trần bằng sanya, tức vọng tưởng, tức qua lăng kính của vô minh, thì ta sẽ thấy cái này đẹp và cái kia xấu. Ta sẽ thấy ra vô số lý do để được gọi là đẹp xấu, đáng chán, đáng ghét, đáng sợ. Ở đây, ta có thể ví dụ vọng tưởng của phàm phu giống hệt như một người chăn nuôi da cầm do nhầm lẫn mà bỏ trứng vịt vào ổ gà. Khi trứng nở ra bầy vịt thì chúng sẽ theo bản năng tự nhiên mà trở về dưới nước. Gà mẹ sợ hãi vì nghĩ bầy con mình đang bị chết đuối mà không hề biết rằng chúng đang trở lại với bản chất tự nhiên của mình. Người nuôi gia cầm tượng trưng cho tưởng. Con gà mẹ tượng trưng cho tham ái, luôn bị tác động bởi vọng tưởng nên cứ đau đấu, lo cho một bầy dịch mà cứ ngỡ là gà con của mình. Bầy dịch con tượng trưng cho bản chất chân đế của danh sách vốn sanh diệt, vận hành theo lối riêng, không theo cách mà vọng tưởng đưa ra. Khi ta thương ghét một cái gì đó, thì thật ra chỉ là đang chạy theo tướng chế định của đối tượng. Bởi nếu nhìn thấy được bản chất, chân đế của tất cả danh sách, thì chắc chắn ta không thể nào thương ghét được những thứ chỉ tồn tại trong một sát na. Chính những vọng tưởng về thời gian, hình dáng, ý nghĩa biểu tượng của các sự vật ở đời nên ta mới có sự thương ghét. Lý tưởng rốt ráo của hành giả phải là sự lìa bỏ các vọng tưởng mà ở đây trong đề mục hơi thở. Ta dựa vào nó để thấy danh sách qua khí cạnh chân đế luôn diễn ra theo một cách thức và tốc độ nằm ngoài sự hình dung của trí tưởng phàm phu xưa giờ. Vọng tưởng mất đi thì chân trí mới có mặt và ngược lại. Vọng tưởng là luân hồi và chân trí là giải thoát chỉ giới niệm và tuệ lúc quán chiếu danh sắc từ các cảnh vi tế như hơi thở, các cảm thọ, tâm trạng cho đến các tư thế sinh hoạt lớn nhỏ mới giúp ta lìa bỏ được vọng tưởng để thấy được bản chất thật sự của danh sắc qua một nhận thức đúng đắn. Không có gì tồn tại lâu hơn một sát na, cái sau và cái trước không phải là một. Xét trên chân đế, không có gì để ta thích hay ghét. Vì tất cả những thứ mà ta tưởng tượng ra đều chỉ là cái bóng không thật của một dòng chảy danh sắc, chỉ bao gồm những thứ có tuổi thọ ngắn hơn một phần triệu giây. Một người thấy vậy và tin vậy thì chắc chắn sẽ không có một lý do nào để thương thích hay ghét sợ danh sắc nữa. Nghe đến bản thân những niệm và tuệ quan sát danh sắc cũng trôi nổi trên dòng chảy vô thường biến diệt không ngừng kia. Những gì được trình bày nãy giờ cũng chính là nội dung của một thời pháp thoại mà Sunlun Sayadaw đã thuyết giảng cho một tỳ kheo người Ý là sư Lokanatha khi vị này đến viếng ngài vào năm 1313 lịch miếng. Sư Lokanatha nghe đồn ngài Sunlun Sayadaw là một vị la hán nên có ý muốn đến gặp mặt để tìm hiểu. Theo yêu cầu của sư, nghe xuân Luân đã kể lại hành trình tu tập của mình xuyên qua câu chuyện bồ tát tất đạt nghe nói rằng quả vị toàn giác của đức phật cũng được chứng đạt qua con đường quan sát sáu căn sáu cảnh đúng là bồ tát tất đạt đã nhờ tu thiền hơi thở mà thành phật nhưng theo kinh ghi lại thì vào đêm cuối trước khi thành phật lúc canh ba của đêm nghe đã xuất khỏi tứ thiền có được từ đề một hơi thở rồi quan sát mười hai duyên khởi và đã thành đạo lúc rạng sáng. Giáo lý duyên khởi thật ra chỉ là nói về hành trình có mặt của 12 xứ. Tức sáu căn và sáu trần từ đâu mà có. Chúng được tiếp diễn qua nhiều đời sống như thế nào và được kết thúc bằng hành trình ra sao. Qua đó, Ngài Sun cũng xác định lại cách nói của riêng mình về bốn tầng thánh trí. Đối với Ngài, mỗi tầng thánh là một lần nhìn thấy tứ đế. Sau mỗi lần thấy thì niết bàn sẽ trở nên rõ ràng hơn và ở lần thấy thứ tư thì cảnh niết bàn không còn có thể rõ hơn nữa ngài sunlun còn dành ít thời gian để nhắc lại bài kinh chuyển pháp luân sư lucathana đặc biệt rất tâm đắc với cách giải thích của ngài sunlun về kinh chuyển pháp luân và tỏ ý muốn có dịp để gặp ngài lần nữa nhưng thật bất ngờ ngài sunlun đã trả lời mình sẽ không bao giờ có dịp gặp lại đâu. sư lokatana rất ngạc nhiên và hỏi lý do. ngài sunul trả lời: sư có đại nguyện trở thành một vị phật đúng không? tôi thì không có nhiều tâm huyết như sư, mà kiếp này thì chúng ta không có dịp gặp lại nữa. như vậy làm sao tôi có thể hẹn gặp sư ở đâu được chứ? sư lokatana cúng dường cho ngài sunul sayado một bộ tam y và vài món nhu yếu khác, rồi hỏi một câu cuối cùng. Song thân của con không phải là Phật tử và cả hai đều đã qua đời. Con muốn biết có cách nào để giúp cho họ trở thành những người tin Phật. Ngài Xuân Luân trả lời, Chúng ta có thể tin rằng họ có thể nhận được phước hồi hướng và nếu nhận được phước hồi hướng thì họ có hy vọng trở thành người chánh tín. Sư Lokathana đã hồi hướng phước cúng dường đến cha mẹ rồi từ giả Sunlun Sayadaw ra đi. Từ sau lần gặp gỡ đó, sư Lokathana đúng là đã không còn cơ hội nào để gặp ngài nữa. Sau cuộc gặp gỡ với sư Lokathana, cũng trong năm 1313 lịch Miến, vào đầu tháng 4 năm này, ngài Sunlun Sayadaw được mời về chứng minh và thuyết pháp ở một buổi kiết giới Sima tại Yangon. Năm sau, vào ngày 9 tháng 5, năm 1314 lịch miến, lúc 5 giờ chiều, Ngài Sun Luân đã viên tịch. Di hài của Ngài được để nguyên vẹn, không hỏa tán, theo đúng như di nguyện. Xác Ngài được hoàn tạm tại chùa của Ngài trong một năm. Đến năm 1315 lịch miến, cũng vào tháng 5 đệ tử lớn của ngài là sư Sophana đã thỉnh thêm 100 vị tỳ kheo về chùa làm lễ an vị ngài vào tháp thờ chính thức. Sau một thời gian dài như vậy, di hài của ngài Sunlun Sajador không hề có dấu hiệu thối rữa và còn tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt. Sư Sophana đã dành trọn quãng đời của mình để làm tròn di nguyện thứ hai của ngài Sajador là truyền bá pháp môn tuệ quán theo đường lối sunlun tháp thờ di hài ngài sunlun sa có sáu cửa ra vào và được đặt tên là tháp samsara tức luân hồi và sáu cửa thì tượng trưng cho pháp môn tuệ quán của ngài sunlun luôn đặt nặng việc quan sát sáu căn sáu trần sau này cựu thủ tướng unu đến viếng chùa vì được nghe giải thích về tên tháp cũng như lý do của sáu cửa tháp ông trở về yangon và cho xây dựng một ngôi tháp năm cửa ngay phía trước đại thạch động tập kết tam tạng với ý nghĩa tượng trưng cho năm vị phật trong trái đất này khách viếng di hài của ngài sunlun saiyadhu luôn được sư sopana kể cho nghe tiểu sử của ngài và dĩ nhiên sư cũng không quên trình bày đại khái tinh thần tuệ quán sunlun mà ngài saiyadhu đã suốt đời truyền dạy Sư Sopana nhấn mạnh hai chuyện. Ngài Sulun Sayadaw xuất thân là nông dân ít học, nhưng chỉ riêng kiến giải Phật học của Ngài đã được kiểm chứng qua các vị cao tăng uyên bác và Ngài đã thu gọn kỹ thuật tuệ quán của mình bằng một khẩu quyết ngắn gọn. Dòng sanh tử bắt đầu ở đâu thì cũng kết thúc ở đó. Ngài xác định rằng đó là thế giới hay vũ trụ thì rất mong manh chỉ cần không có chúng sanh phàm phu thì không có gì hết. Như vậy, toàn bộ vấn đề của thế giới chỉ được khởi đi từ chúng sanh. Mà tất cả vấn đề của chúng sanh chỉ bắt đầu từ việc sáu căn biết sáu trần bằng vô minh. Do không biết rõ cái gọi là chúng sanh chỉ gồm ba pháp chân đế là tâm thức, tâm sở và sắc pháp, nên các phàm phu mới sẽ đắm tích thú cái này cái kia. Pháp Tứ Đế qua cách trình bày của Sunun Sajaro cũng không tách rời sáu căn, sáu trần. Ngài dạy rằng, khi sáu căn gặp sáu trần như ý, thì trước hết sáu căn và sáu trần là khổ đế, và sự thích thú trong sáu trần như ý là tập đế. Khi sáu căn gặp sáu trần bất toại, thì sân tâm xuất hiện. Sân tâm này là khổ đế. Như vậy, trong trường hợp này là khổ đế dẫn đến khổ đế. Do là giáo lý duyên khởi, ta sẽ thấy rất rõ điều này. Trong mối quan hệ của 12 chi duyên khởi, có lúc tập đế là nhân và khổ đế là quả, như nghiệp hữu tham tạo ra sanh hữu. Ở người không tu tập, khổ đế lại là nhân để tập đế là quả, như mối quan hệ giữa lục nhập, xúc thọ Đối với ái, có lúc khổ đế là nhân để một khổ đế khác là quả, như mối quan hệ giữa thức với danh sắc, danh sắc với lục nhập, lục nhập với xúc, xúc với thọ. Có lúc tập đế này là nhân để một tập đế khác là quả, như quan hệ giữa ái và thủ, thủ và hữu. Tất cả phàm phu trong suốt dòng sanh tử, chỉ sống quẩn quanh trong vòng áp lực của khổ đế và tập đế. Sống trong khổ rồi đam mê trong nó để tạo ra cái khổ khác. Nói chuyên môn một chút thì do đam mê trong khổ đế này mà tạo ra một khổ đế khác. Dòng lẫn quẩn này cứ vậy mà kéo dài vô số kiếp. Cách duy nhất để ra khỏi dòng lẫn quẩn đó là chú ý xem ta đã đi vào dòng lẫn quẩn đó từ cánh cửa nào để bây giờ cũng dùng chính cánh cửa đó mà bước ra đường vào rừng và ra khỏi rừng chỉ là một khác nhau ở điểm duy nhất là ta xoay lưng đưa mặt về hướng nào từ cánh cửa sáu căn ta có sáu vọng tưởng nên mới hiểu sai sáu trần là thường lạc ngã mỹ thích cái này ghét cái kia này có học đạo biết rõ mọi sự thì ngay trên tấm thân có đủ sáu căn này Ta từng bước dùng niệm và tuệ thay thế sanh na tức vọng tưởng bằng và nhà tức trí tuệ càng nhiều càng tốt. Niệm và tuệ giúp ta có được khả năng cảnh giác khi sáu căn biết sáu trần. Khi biết cảnh trần có tâm tham thì ta phải biết ngay sanh na tức vọng tưởng đang thay thế cho bàn nhà tức trí tuệ và ta đang hiểu lầm nghiêm trọng cảnh trần trước mắt khi ta biết sáu cảnh trần bằng tâm sân cũng vậy nghĩa là trí tuệ cũng bị thay chỗ bằng vọng tưởng để ta chỉ thấy cảnh tục đế thay vì là chân đế nói vậy thì niết bàn hay sanh tử cũng đều từ sáu căn mà ra cửa ra cũng chính là cửa vào và ngược lại theo kỹ thuật tuệ quán sun thì toàn bộ dòng sanh tử và hành trình giải thoát chỉ nằm trong hệ thống duyên khởi và mắt xích quan trọng nhất của hệ thống duyên khởi để giải quyết nó lại nằm ở sáu căn đó là lý do mà các đệ tử của ngài đã cố ý xây dựng lên ngọn tháp samsara để tôn trí di hài của ngài với sáu cánh cửa ra vào để tượng trưng cho tinh thần tu tập ấy cuộc đời và hành trạng của tôn giả sun lun là một bức tranh vẽ lại câu chuyện đã được nhắc đến trong kinh điển rất nhiều lần thời thế tôn còn tại thế có hai vị tỳ kheo nhìn qua như là một cặp đối lập một vị thì thông suốt kinh điển nói năng lưu loát hoặc bát nói gì cũng được và nghe gì cũng hiểu một vị thì ít lời và chưa ai được nghe vị này nói ra một câu giáo lý một hôm trước mặt đông đảo tứ chúng đức phật đã hỏi vị tỳ kheo ít lời kia những vấn đề liên hệ đến kinh nghiệm chứng nhập thiền định và thánh trí. Điều thật kỳ lạ là ngay lúc vị Pháp Sư lỗi lạc kia chỉ biết trơ mắt lắng nghe, thì vị tỳ kheo ít lời lại có thể trình bày rành rọt rõ ràng từng vấn đề mà Đức Phật đặt câu hỏi. Trước sự ngạc nhiên của tứ chúng, Đức Phật đã giải thích đại ý rằng có hai cách tiếp cận chánh pháp. Cách một là cái biết qua người khác như nghe người ta kể lại một giấc chim bao. Cách biết thứ hai là chính mình thân chứng, thể nghiệm và một người thật sự chứng ngộ thì chỉ phát biểu khi không thể im lặng mà thôi. Họ nói ra vì cần, không phải vì thích. Vì thích. Vì thích. Vì thích. Vì thích.